Thưa quý vị, để đảm bảo tối đa an toàn phòng chống dịch COVID-19, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho tất cả người dân sống tại các block nhà xung quanh khu chung cư B1, đường Dương Văn Nga, nơi có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã được phong tỏa ngay từ ngày hôm qua. Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại khu vực xét nghiệm lấy mẫu của phường Nại Hiên Đông. Thì người dân tại phường đã có mặt từ sáng sớm để thực hiện việc xét nghiệm lấy mẫu này, đồng thời cũng tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch tại đây. Sau khi điều tra dịch tễ, phát hiện nhiều ca bệnh sống cùng tòa nhà, cùng gia đình hoặc là họ hàng với nhau, nhiều người dân sống giao lưu giữa các chung cư với nhau có khả năng tiếp xúc với yếu tố nguy cơ. Vì vậy, để đảm bảo công tác phòng dịch lây lan, Ủy ban Nhân dân phường Nại Hiên Đông đã tiến hành tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 600 người dân sống trong 4 block xung quanh khu chung cư B1. Nó đảm bảo được cái công tác là rà soát được, bước đầu là rà soát được hết tất cả các hộ dân sinh sống ở trong cái xung quanh đó về để mà đảm bảo đó là cái kết quả cuối cùng là mình sàng lọc được các cái ca bệnh nào mà dương tính thì mình khẩn trương mình chuyển đi ngay lập tức. Việc xét nghiệm lấy mẫu được diễn ra khẩn trương và đảm bảo nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch. 100% người dân đều chấp hành nghiêm túc việc xét nghiệm với tinh thần trách nhiệm chống dịch cao nhất. Nói chung bên khu dịch đó, mình ở gần đó thì nói chung về trừ có dịch bệnh này thì mình khám thì thử cho an tâm cho bản thân mình, tốt cho bản thân mình thôi, tốt cho gia đình cộng đồng mình thôi. Việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ hoàn thành trong hôm nay. Thời gian tới, phường cũng tiến hành tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm khoảng 600 người dân sống xung quanh khu chung cư A3, Vũng Thùng. Trước đó, ngay khi có thông tin các ca F0 trên địa bàn, phường Nại Hiên Đông đã tiến hành khoanh vùng dập dịch, thành lập tổ COVID cộng đồng để rà soát các hộ dân sống trong khu chung cư có ca F0 và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ.